ngoại khoa sẽ khám bệnh cho bệnh nhân và phẫu thuật cho bệnh nhân để bệnh nhân khỏe mạnh hơn. Mình đang ở phòng phẫu thuật và bây giờ mình sẽ phẫu thuật gan cho bệnh nhân nào. Đường màu xanh là nhịp tim của bệnh nhân, đường màu đỏ là huyết áp của bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện để phẫu thuật. Soy un aventado porque yo soy urbano, inventor de maravillas y una máquina de helado. Aprieta ese tornillo y sube la palanca. Viajamos al espacio y no me voy despacio. Khó chứ, tại vì ca phẫu thuật cần chúng ta tập trung sự cao độ, nếu không bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Hà Anh đã cứu sống được một bệnh nhân. Bây giờ mình là y tá, mình đang làm việc tại phòng sơ sinh em bé này. Bây giờ mình sẽ thay tã cho em bé. Mình sẽ cho em bé đi tắm. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ massage cho em bé. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho em bé ăn, sau đó cho em bé ngủ. Em bé ăn xong rồi đi ngủ nha. Oh, tingle, 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 tingle. Tingle, 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 tingle. Tingle, 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 tingle. Tingle, 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 tingle. Em bé ngủ rồi, đi ngủ thôi. Chúc em bé ngủ ngon. Ôi, có ca cấp cứu rồi, mình phải đi thôi. Mình sẽ lên xe cứu thương để cứu người đang gặp nạn. Bây giờ mình sẽ ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân. Bây giờ mình sẽ đưa bệnh nhân lên xe cứu thương. Một ngày làm nhân viên y tế tại bệnh viện của mình cũng rất mệt nhưng cũng rất vui, bởi vì mình đã cứu sống được rất nhiều người.